Dạ thưa quý vị, hôm nay thì Duy Khương lại có mặt tại Đồng Tháp để Duy Khương nâng cấp một sản phẩm là karaoke cho anh Quang. Cái sản phẩm này thì anh đã mua cho mình là tầm khoảng một tháng. Thì anh muốn nâng cấp thêm sub và thêm cục đẩy lên để cho âm thanh nó có lực hơn nữa. Anh nói là cái mẫu 16 triệu 800 thì hay rồi, nhưng mà anh muốn lớn hơn nữa, bay hơn nữa, hát đã hơn nữa. Dạ, bây giờ thì mấy anh em bắt đầu xuống hàng để mà sẽ bàn giao cho anh Quang này ha. Không biết là nhà anh chị này có nhà không nữa. Rồi, chúng ta sẽ cùng với Duy Khương bàn giao nha. Rồi, thưa tất cả quý anh chị, bây giờ thì mấy anh kỹ thuật nha, em sẽ tháo men ra và đổi cái men. Thì hôm nay thì cái men anh xài men 3 kênh nha cả nhà. Thì chúng ta xài thêm sub nữa, xài thêm đổi cái men khác, cái men bên ngoài kia ha. Bữa giờ mua là hát liên tục mà hả? Cũng vậy, bữa hát lần. Không, cái này là phải hát nhiều. Cái đồ của bên em cứ hát thoải mái chứ không có tiết kiệm gì trơn á. Cứ hát không có tiền đâu mà ta cứ như không có thời gian rồi, dạ, đúng tối rồi. Ca dài bản gì đó. Tối chứ, cứ dứt thôi chứ mua về kia không phải không sử dụng là không được. Cứ hát thoải mái đi, hư em bảo hành cho lo gì. Rồi. Dạ mua cái này đó nè. Dạ thay đổi cái men nữa. Dạ. Kệ nó, cứ cái gì vui cái gì thoải mái thì mình chơi thôi. Không sung được mới sợ phải không? Chơi được gì cứ chơi được không? Lấy kéo anh, lấy kéo cắt không? Dạ được rồi chị. Đó. Rồi, đây là hàng trong thùng nha quý anh chị. Hàng bên em là hàng trong thùng mới luôn á. Hầu như là sản phẩm của bên trung tâm loa kéo Sài Gòn là không có hàng cũ nha. Đó. Rồi. Thì cái men này là cũng men mới. Anh khách này anh cũng mới mua. Một tháng chưa chị nha? Chắc chưa được một tháng đâu. Đó. Rồi bây giờ thì sẽ là tháo men ra. Đó. Tháo men ra mình sẽ gắn vào. Để mình tại vì cái này là cái men 3 kênh thì nếu có mình muốn đánh súp á là mình phải cái đánh 3 kênh nha quý anh chị. Chứ còn một kênh là đánh nó, hai kênh là đánh nó không có bay. Rồi, chị kiểm tra coi. Lấy đi mày, dạ. Tính mà coi gì. Như cái hàng mới chăm chăm chứ không có hàng cũ. Thì cái này là tí mình bỏ cái men của mình mang về đi. Rồi. Hồi bữa mình xuống là họ đang cắt lúa ha. Bây giờ là xuống nay lần nữa cái lúa xanh rồi. Lẹ thì. Không có cái này, dở da mới giác. Sao hả? Bữa không làm lộ đường đó. Nhớ nha. Đi một lần này nhớ mà. Mà cái chừng trong này chị chạy ra nhìn chị rồi biết liền. Đúng rồi. Cái này bữa đó có cái này đâu. Rồi. Đây là men 3 kênh nha quý anh chị. Mình nó cái dòng men này nó nặng lắm. Rồi. Rồi, ok. Từ từ. Ooh.
Dạ thưa tất cả quý anh chị, quý anh chị thấy một cái không gian này quý anh chị chúng ta thấy quen không ạ? À? Dạ, cái sản phẩm này thì vừa rồi em mới giao về tầm khoảng gần tháng thôi, tại cho gia đình của anh Quang ở Tân Hồng, Đồng Tháp. Thì ảnh xài thì ảnh nói là loa thì hay rồi, nhưng ảnh muốn là nâng cấp thêm cho cái tiếng súp á, quý anh chị, cho nó lực hơn xíu nữa. Thì ảnh sẽ order cho bên mình, thì bên mình tư vấn cho anh và sẽ hỗ trợ cho anh để mà anh có một cái sản phẩm nó sẽ bay hơn nữa, đó là một cái súp với lại cái men ba kênh. Đây mời anh camera anh quay vào bên trong ha. Rồi đây nè quý anh chị, chúng ta thấy quen không ạ? Đây thì đó là một cái sản phẩm vừa rồi em mới bàn giao xong, chưa được một tháng thì anh Quang ảnh đã nâng cấp thêm cái sản phẩm lên, đó là men của chúng ta là men ba kênh. Nghe quý anh chị ha, một kênh của chúng ta là 800W ha. Và sản phẩm này thì tất cả quý anh chị là chúng ta sẽ đánh là hai phone hai bên, và chúng ta sẽ có một súp ha. Và cái micro và cái van thì tất cả mọi thứ là giữ nguyên, mình chỉ nâng cấp thêm cái men cho nó đánh cho cái súp cho nó lực và nó cho nó bay hơn, nó lực hơn thôi. Đó bây giờ thì mình sẽ gặp anh Quang để đây hôm bữa là vợ của anh Quang đã cảm nhận. Bây giờ thì anh Quang này anh sẽ nhận thêm sản phẩm. Anh Quang đâu rồi, anh em mình gặp nhau một tí. Rồi chào anh. Thưa các quý vị, đây là anh Quang, là đúng ra là hôm bữa clip đầu tiên là anh Quang sẽ lên sóng, nhưng mà anh Quang nói thôi giờ để cho vợ anh Quang hát thì vợ anh Quang sẽ cảm nhận, tại vì cái này anh mua sản phẩm lên tặng cho vợ anh đó, cho nên là anh cái này là để anh cho vợ anh cảm nhận và anh chia sẻ tất cả quý anh chị. Hôm nay thì anh nâng cấp thêm sản phẩm thì em chào anh Quang nha. Rồi cái sản phẩm mà anh hôm nay anh nhận thì anh có như thế nào, anh chia sẻ cho tới quý vị khán giả xem đi. Đấy, sản phẩm thì nó cũng ngon rồi. Dạ. Nó hay. Dạ. Nên mới thêm, bởi vì cái tiếng mà bass một lần thì nó hơi thiếu, hơi thiếu, nó không được không bass nhiều, nên dạ, mình bính con súp nó cho nó hay hơn. Dạ, tiếng bass dạ, nó hay hơn, nó lực hơn, lực hơn nữa. Rồi vậy cũng cảm ơn anh Khương. Dạ. Với mà bên công ty mình cũng mạnh khỏe ha. Dạ. Chúc sức khỏe giàu giàu. Rồi cảm ơn anh rất là dạ, nhiều, và cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ cho sản phẩm Trung tâm Lo Kế Sài Gòn. Yeah. Thì em cũng mong rằng là bà con lối xóm ở đây sẽ thích và sẽ mua nữa, và em sẽ đến đây bàn giao nữa, anh em gặp nhau nữa nha. Dạ yeah, cảm ơn. Rồi cảm ơn tất cả quý anh chị. Thì đây là, nếu mà thưa tất cả quý anh chị, sản phẩm của Trung tâm Lo Kế bán, tất cả quý anh chị là sản phẩm đều là đạt chất lượng, là hàng tốt, hàng chất lượng là một nha quý anh chị ha. Cho nên là nếu mà khách em bán hàng mà nếu như là không có hàng không kém chất lượng hay là không hay thì tất nhiên là mọi người sẽ không bao giờ ủng hộ đâu. Nhưng mà đây là những cái sản phẩm mà anh Quang cảm nhận và anh Quang ủng hộ thêm để cho cái tiếng bass này anh Quang chia sẻ rồi á. Rồi cảm ơn tất cả quý anh chị rất nhiều, và mong rằng sản phẩm của Trung tâm Lo Kế Sài Gòn sẽ được tất cả quý anh chị chúng ta tin tưởng và sẽ ủng hộ nha. Và quý anh chị chúng ta cùng nhau nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Trung tâm Lo Kế Sài Gòn nha. Và chúng ta quan tâm thì chúng ta hãy gọi ngay về số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nha, 0917929879 nha, có nhân viên sẽ hỗ trợ và tư vấn cho tất cả quý anh chị nha. Cảm ơn tất cả quý anh chị rất nhiều. Và Di Khương, Trung tâm Lo Kế Sài Gòn mến chúc tất cả quý vị chúng ta có một ngày mới tràn đầy niềm hạnh phúc và gặp nhiều may mắn và luôn thành đạt. Và hẹn tất cả quý anh chị chúng ta tại tư gia của nhà mình nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn.